Sau hơn một tuần lễ được công ty Yamaha Motor Việt Nam ra mắt, mẫu xe số Jupiter Fin đã chính thức về đại lý. Bản thương mại của mẫu xe số này lắp ráp trong nước với tỷ lệ nội địa hóa lên đến gần 90%. Gia nhập thị trường xe số 4 thì từ năm 2001, Jupiter tạo dấu ấn là dòng xe có thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn cùng động cơ khỏe khoắn. Trong hơn 20 năm góp mặt tại thị trường Việt Nam, dòng xe này đã khoác lên mình nhiều chiếc áo, từ Jupiter đời đầu đến các dòng giờ, V, MX, Gravita hay Phi. Những năm gần đây, nhận thấy khách hàng có xu hướng chọn các mẫu xe số có tính tiện dụng cao, chi phí phù hợp, Yamaha đã cho ra mắt sản phẩm Jupiter Fin mới, đáp ứng sự mong đợi về một mẫu xe số cho cả gia đình, an toàn, tiện dụng. Ở lần ra mắt này, Jupiter Fin có diện mạo khá khác biệt. Chiếc xe có tỷ lệ thân cân đối, thiết kế đường nét nằm ngang thể hiện sự chắc chắn. Kích thước tổng thể dài rộng cao của chiếc xe số tương ứng 1940mm, 705mm, 1095mm, độ cao yên xe 775mm, chiều dài cơ sở 1235mm, độ cao gầm xe 155mm. Mẫu xe mới đang nhỉnh hơn một chút so với đàn anh Jupiter Fi, 1935, 680, 1065mm, chỉ kém hơn ở trục cơ sở nhưng Jupiter Fin có thiết kế mềm mại hơn do các đường nét quay gió bên ngoài được làm bo tròn. Phía trước, phần yếm hình chữ V khá nổi bật, đèn báo rẽ thiết kế thả dài hai bên. Yamaha trang bị cho Jupiter Fin đèn pha dạng halogen. Cụm đèn trước luôn sáng khi vận hành xe. Đồng hồ 3D được thiết kế dễ nhìn, hiển thị các thông tin tốc độ cũng như quãng đường di chuyển, tín hiệu bật tắt đèn pha, xi nhan. Hộc đựng đồ phía trước thường chỉ thấy trên các dòng xe ga đã được thiết kế, trên mẫu xe số Jupiter Fin có thể đựng những món đồ nhỏ cần thiết như kính, chai nước hoặc điện thoại. Cốp chứa đồ dung tích 9,7 lít của Fin, kém hơn Honda Future 12 lít, có thể để vừa mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa và các vật dụng cá nhân khác. Dung tích bình xăng 4 lít. Yên xe được thiết kế có hình dạng thon gọn, yên sau rộng rãi. Dù thiết kế không quá ấn tượng nhưng bù lại, mẫu xe số có nhiều trang bị và công nghệ. Lần đầu tiên được trang bị trên xe Yamaha, hệ thống phanh kết hợp trước sau UBS. Khi sử dụng phanh sau, phanh chân, hệ thống sẽ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, nâng cao hiệu quả khi dừng, giảm tốc độ. Với hệ thống phanh kết hợp UBS, người lái dễ dàng điều khiển xe an toàn hơn và có thể kiểm soát phanh tốt hơn trong các trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, động cơ 115cc bền bỉ đi kèm công nghệ phun xăng điện tử giúp Jupiter Fin đạt mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,64 lít trên 100km. Dù lượng xe vẫn còn ít, nhưng giá bán Jupiter Fin tại đại lý không bị đội lên cao. Đây được xem là lợi thế khi so sánh với đối thủ Honda Future. Xe vẫn được chào bán với mức giá bằng giá đề xuất, trong đó, giá bản tiêu chuẩn là 27,5 triệu đồng, xanh xám, đỏ đen và đen xám, và bản cao cấp bạc, xanh, xám và vàng là 28 triệu đồng. Bỏ qua thiết kế gây tranh cãi, cùng sức mạnh động cơ thì Jupiter Fin là lựa chọn khá tốt trong phân khúc xe số tầm trung, giá dưới 30 triệu đồng.